Chiếc xe Lada 2107 nằm cô đơn trên một con đường phía nam Hà Nội. Tôi đi qua đây nhiều lần thấy chiếc xe nằm đó, chắc đang chờ sửa chữa. Vào thập niên 80 của thế kỷ trước, trên các đường phố của Hà Nội người ta chỉ bắt gặp được xe hơi sản xuất tại Liên Xô như Lada, Volga, xe các hãng khác có nhưng không nhiều. Với người Hà Nội thời đó thì không ai ước mơ được sở hữu xe hơi và những chiếc xe hơi chỉ dành cho cán bộ cấp cao. Chúng ta lại gần ngắm chiếc xe Lada 2107 này nhé. Nắp capo có vẻ như đã được chỉnh sửa, càn trước đã ngả màu. Xe mang biển số của tỉnh Thái Nguyên, nơi có nhà máy gang thép nổi tiếng. Lớp mạ của lưới tản nhiệt còn sáng bóng, logo hình thuyền buồm cách điệu từ chữ L và chữ D. Hai cụm đèn trước đã ngả màu, nhưng vẫn còn nguyên, và bộ đèn xi nhan hai bên. Có vẻ gầm xe bị mục, mọt nhẹ, phong xe có vẻ hơi lệch. Nhìn dáng xe vẫn còn đẹp. Nhìn từ phía sau cảm giác như xe bị nghiêng về phía trước, cụm đèn xi nhan vẫn còn nguyên dù hơi ngả màu, dòng chữ Lada 2107 vẫn còn. Càn sau vẫn đẹp, đặc trưng của dòng xe Lada này là vuông từ đầu xe đến cốp sau. Lada 2107 có kích thước chiều dài 4080mm, rộng 1630mm và cao 1450mm, động cơ có sức mạnh 76 mã lực tại vòng tua máy 6000 vòng chia phút. Phanh đĩa trên bánh trước và phanh tang trống ở bánh sau. Chiếc xe bị kinh lắp capo, có thể thấy rất rõ. Thử ngó xem nội thất xe thế nào nhé. Xe Lada được thiết kế đặc trưng để chạy ở vùng ôn đới quanh năm mát mẻ. Xe không có điều hòa nhiệt độ. Các bạn có thể thấy có cái quạt 12V được gắn lủng lẳng trên xe. Mùa hè nóng được ở miền Bắc Việt Nam, ngồi trong xe này thì nóng kinh khủng. Qua thời gian, những chiếc xe Lada nhờ thiết kế độc đáo, nó lại trở thành những chiếc xe hiếm ở Việt Nam và mỗi khi một chiếc xe xuất hiện trên đường nó lại được mọi người nhìn ngắm một cách thích thú.